Hello, em Trần Ô Tô xin gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị nhé. Đây là hôm nay bên công ty Salon Ô Tô miền Nam chi nhánh 2. Em về hơi một con Captiva nè. Đó, đây ạ. Bản số 49A26857. Xe này đầu 5 số, chủ trên Đà Lạt anh chị nha. Con này màu đen ạ. Sơn rin trên con xe này còn rất là nhiều, cũng có một hai chỗ là dầm vé anh chị nha. Đây nè, vỏ nè, vỏ là chủ nhà vừa thay mới nè, mâm đúc nè, nguyên vẹn con xe nè. Vỏ được 90% anh chị nha, gầm bề nè. Ở trong là không có xíu mục mọt luôn anh chị. Hơn 200 triệu anh Thiền có thể sở hữu được con Captiva đời 2007 này rồi. Con này máy xăng số tay anh chị nha. Con này đi được 131.000 km rồi. Bên em bán xe cam kết anh chị không cứng đụng ngập nước. Máy là 2.4, ghế chỉnh điện, tích hợp và xi nhan trên gương chiếu hậu nè. Form dáng nhìn rất đẹp luôn, rất mảnh mai anh chị nha. Đó, form sáng của con xe đây. Siêu đẹp đến với tay người tiêu dùng nha anh chị. Captiva dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ đó anh chị. Trên là chủ nhà là dán chữ Discovery nè. Form dáng xe đây nè. Bốn vỏ nè anh chị ạ, bốn vỏ được 90% anh chị nha. Mâm là chủ nhà sơn lại toàn bộ màu đen hết rồi. Nhìn con xe rất mạnh mẽ luôn. Một màu đen anh chị nha. Nhúng ở trong gầm nè. Anh chị coi gầm bệ là không có xíu mục mọt luôn. Đời 2007. Có gầm bệ. Phong dáng con Captiva nè. Nguyên một con anh chị nha, dòng xe 7 chỗ nha. Bệ bước chân nè, rất liền lạc nè, sơn rin nè anh chị ạ. Sơn rin trên con xe nè. Còn nguyên bản hết từ anh Z luôn. Đây chừng anh đi quay chi tiết tổng thể và phong dáng anh chị vỏ nè. Vỏ mới lắm. Anh chị thấy vỏ không? Bốn vỏ mới tinh nha, sau đó ốp inox hết toàn diện rồi. Đây là cụm đèn phía sau nè. Chủ nhà ốp inox hết toàn diện rồi. Biểu tượng là Captiva nè. Bản LT nha. Bản số 49A26857. Có trang bị trên xe là mắt cam dê nha. Nè, người ta chủ nhà người ta trang bị hai mắt cam dê luôn rồi anh chị ạ. Đó. Người ta coi rất là rõ luôn. Chevrolet. Cụm đèn phía sau nè. Bốn vỏ đẹp như nhau anh chị nha. Đồng sơn rất là liền lẹt ạ. Máy 2.4, ghế chỉnh điện, nội thất ở trong bọc 5D hết toàn diện rồi nè. Anh chị coi nè, dây đai an toàn nguyên bản theo xe nè. Nội thất ở trong nè, bọc toàn bộ 5D rồi. Rất mới luôn, nội thất ở trong đẹp 80% luôn. Đó, tao bị cửa nó cột kèo luôn, nguyên bản theo xe hết. Trần nè, anh chị xem nhé, trần là bọc 5D nè. Đó, trần bọc 5D hết rồi. Tem móc 7 màu nguyên bản theo xe nè anh chị ạ. Đó, tem móc 7 màu nguyên bản theo xe hết. Nách cửa nó không có dấu hiệu là mục mọt nhé. Keo chỉ là không mất phân nào luôn ạ. Còn rất là liền. Là vỏ anh chị không? Thấy vỏ mới không? Vỏ mới 90% luôn. Chất đóng cửa rất liền lạc nè, không có dấu hiệu là cứng đục. Đó, chị thấy bốn cánh đẹp không? Đẹp như nhau luôn nha. Bề gác chân nè, nguyên bản hết theo xe luôn. Đây à, để cho anh vô phần nội thất phía trước nè. Nè, ghế nè. Đó, bọc 5D nè. Người ta bọc một lớp da rất là dày, rất là tốt anh chị nha. Chạy thảm nữa nè, đó chị thấy thảm không? Đó, táp lô những cái vân gai nè. Nguyên bản hết, chạy thảm hết rồi. Con này anh chị mua về anh chị xài thôi, trang bị thôi. Em nói là một cái đầu DVD nghe nhạc giải trí thông thường nè anh chị. Đó, vô lăng bốn cháu đây nè. Xíu nữa cho anh quay phần vô lăng cho anh chị coi nhá. Đây nè, cụm vô lăng nguyên bản theo xe nè. Anh chị thấy cụm vô lăng không? Nguyên bản theo xe đó. Nguyên bản hết nha.
từ cái học để đồ là học từ tay nè. Đây à, để Trường Anh vô Trường Anh test cho anh chị xem nhé. Lót sàn nè, lót sàn người ta bọc 5D nè anh chị thấy không? Đó, lót sàn là không dưới được một mọt luôn, bọc 5D hết toàn diện rồi. Tay móc 7 màu nè. Chất cửa đóng nè. Xe này bao với anh chị là không một xíu cứng đụng nha. Xe còn mới lắm chị ạ, đồng sơn bên ngoài đẹp 80% luôn, đồng sơn với nội thất. Đây ạ, tắp bi nè, bốn cánh cửa nè, chỉnh điện nè, lắp kính nè. Đây là phần tắp bi của cửa bên tài nè, anh chị coi nè, có những cái vân gai đó, còn nguyên bản hết anh chị thấy không, những cái vân gai nè, không có dấu hiệu mài mòn nha, bốn ốc nè, ốc tem 7 màu hết, còn nguyên trên xe tích hợp nè, gương từ cụp từ mở nè, gương từ cụp từ mở nha anh chị nhá, gương chỉnh điện luôn nè, chỉnh đèn sáng tối trên con xe này nè. Vô lăng nè, để Trường Anh test phần vô lăng cho chị xem nha. Đó, đồng hồ đã được mở đây nè. Vô lăng 4 chấu nè, biểu tượng Chevrolet nè, trang bị trên đây là túi khí nè anh chị. Trang bị một cái đầu DVD đây, điều hòa tự động nè. Đó, điều hòa tự động nguyên bản của xe hết, con số rất là chất luôn. Đó, đề nhẹ phát nổ luôn nè. Anh chị coi trên đồng hồ là không có một xíu lỗi lầm nha. Riêng cái dòng Chevrolet này nó hay bị lỗi điện, nhưng mà phải biết coi xe, biết nhìn xe cơ. Mua đúng cái xe chất thì nó sẽ không bị đâu anh chị nha. Báo cửa nè, báo dây ra an toàn nè, mọi thứ nè, hoạt động trên con xe này còn ok hết. Nè, màn hình DVD nè, cam dê giải trí nè, đầy đủ trên con xe luôn. Đó, anh chị thấy không, cam dê, hai mắt cam dê rất là lớn nha, con số của nó nguyên bản nè, đây nè, cần nè, con số nó thắng tay nè, những cái vân gai nè, hạ thắng tay rồi xuống cái là được anh chị ở đó, cho nó hạ thắng tay rồi kéo thắng tay lên nè, con số còn chất lắm, máy lạnh điều hòa mát lắm, mát rượi luôn ạ. Đây là để Trường Anh mở điều hòa lên cho anh chị xem nha, âm thanh nè. Máy lạnh là có rồi nè, mở máy lạnh lên là có rồi. Trên được lái là ngồi chỗ xe vô lăng nè, rất là nhạy. Đó chị thấy không, vô lăng nè, trên được lái nhẹ lắm. Đèn còi sáng rất sáng nha, đèn còi nè anh chị ạ, đèn còi nè, xi nhan nè, mọi thứ đầy đủ chức năng hết. Tẩu sạc thuốc là nguyên bản của xe. Gương nè, tích hợp rồi. Đó, gương đó chị không, từ mở từ cụp hết nha. Đây nè, gương chính điện luôn anh chị nha. Đó, gương chính điện đó, bạn hết vậy thôi. Con này anh chị mua về anh chị chạy thôi. Bên em bao rút hồ sơ anh chị nha, cục kèo nè, cục trước là nguyên bản nè, trần bọc 5D hết toàn diện rồi. Đó, anh chị thấy không? Âm thanh rất là hay. Ưu tiên nè. Đồng hồ rất là sáng. Đó. Xe đó. Ba anh chị là không có xíu cứng đục luôn nha, cổ lái cực gù anh chị nha. Trần Anh test cho anh chị xem cái phần cốp nè. Đây nè, côn ga số nè, côn ga số là nguyên bản theo xe hết anh chị ạ. Đó anh chị thấy không, côn ga số tích hợp là ghế chỉnh điện nè, anh chị xem nhé, ghế chỉnh điện nè. Đó, mọi thứ đang hoạt động nha. Đó, ghế nó chạy rồi anh chị, đây nè. Đây ạ, à, anh chị thấy không, ghế chỉnh điện đó. Đó, bản 2.4 nha,
Con này được trước Trần Anh cũng bán một con rồi, mặt tem nguyên bản ra xe, những cái sóng lường nè, không có dấu hiệu là cứng đụng con ven luôn. Một gỗ đen sơn rin còn rất là nhiều anh chị ạ. Đó là phong dáng nhìn đẹp lắm. Bốn vỏ mới, bốn vỏ nè, mới tinh luôn. Cái vỏ này anh chị về anh chị chạy vài năm nữa anh chị thay là vừa. Bốn vỏ, vỏ mới 90%. Nội thất nè, lót sàn là bọc 5D hết rồi anh chị thấy không? Đó, lót sàn đó, bọc 5D hết toàn diện rồi. Rất là nhiều xe anh chị ạ. Đây nè, trần 5D nè. Đó, anh chị thấy trần 5D không? Bọc hết toàn diện rồi. Bao cọp, bao đỉnh đến tay người tiêu dùng luôn nha. Ốp inox hết toàn diện, đồng thời nội thất full 5D, bốn vỏ mới, bốn mâm đúc, cùng đèn nguyên bản theo xe ra. Để cho anh mở cái phần cốp lên cho anh chị xem nha. Đây nè, đó, đây là dòng xe 7 chỗ nè, xe rất là sạch sẽ nha. Đây nè anh chị ạ, anh chị coi xe, anh chị coi nè, tem móc 7 màu nguyên bản theo xe nè. Đây nè, điện thoại sau này mờ thế. Đây những cái dấu đinh bấm nè, nguyên bản hết từ anh dép nha. Đây là học để đồ nè, đội nè, anh chị thấy không, học để đồ đây, rất là nhiều thứ nha. Học này, đây là học để đồ nữa nè anh chị ạ. Ghế nè, ghế gấp nha, dựng lên thôi nha. Đó, ghế gấp nè. Đó là dòng xe 7 chỗ đó anh chị ạ. Gấp lại toàn diện hết. Đây nè. Đó, gấp hai ghế sau nó sẽ ra dòng xe anh chị, để anh chị chứa đồ đạc nha. Gấp lại nè, là một băng sau chứa hành lý rất là lớn luôn. Đây ạ. Đó, anh chị thấy không? Xe bao đẹp, giá cả là cực rẻ đến với tay người tiêu dùng nhá. Đó là phong dáng đó, màu đen anh chị nha. Máy móc nè anh chị xem chiếc máy nha. Đây nè, trụ cột nè, nguyên bản cho xe hết. Đây là những cái sóng lường nè anh chị coi nè, bao cứng đục, bao cầm nướng đến tay người tiêu dùng nhé. Nỉ cách nhiệt nè. Đây là những cái đinh bấm nè, những cái đinh bấm nhựa nguyên bản ở nhà sản xuất nè. Là trụ cột anh chị coi nè, những cái đinh tán nè, nó không một dấu hiệu là tác động công tông va từ bên ngoài vào nhé. Đó, sóng vàng nè, xe bao đẹp luôn nha anh chị nhé. Nó chất xe ra, máy móc nè, 2.4 mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó. Con này nếu mà tính ra chính xác, nếu mà anh chị chạy đường ngoại thành, đi đường xa thì nó không hao xăng đâu ạ. Con này cỡ 10 lít thôi, 10 lít trên 100 cây anh chị nhé. Tại vì Trần Anh đã từng chạy con xe rồi, Trần Anh biết ạ, nó không có hao xăng đâu. Con này xài 4 máy, 4 cái bếp full ạ. Máy móc rất là khô ráo, mạc tem là đèn sáng lắm chị ơi. Đó, anh chị thấy đèn không? Rất là sáng luôn. Nắp capo nè, mạc tem nguyên bản của xe nè, xin nguyên hết. Đó, đây nè, nỉ nè, nỉ cách nhiệt nè, xin từ A đến Z luôn cho anh chị. Số sàn đây, chừng anh quay phần gầm cho anh chị xem nhé. Gầm bề anh chị coi là mới tinh rồi đó, chị thấy gầm không, gầm đó mới lắm. Đó, bao đẹp luôn. Quá chất luôn chị ạ. Xe có sao thì nói vậy anh chị nha. Xe trong salon bên em bên em dọn rất là kỹ, chắc chắn rồi. Đời 2007 này chủ nhà đi thì người ta không chăm, nhưng mà đến bên salon bên em dọn kỹ lắm.
trang bị là cụm thắng ABS chống bó cứng phanh 4 thắng ABS nha. Máy móc thì nổ rất là êm. Quay mở nắp capo ra không nghe tiếng động luôn. Đóng nắp capo là anh chị không nghe tiếng máy luôn á. Do ly bên em có, do ly cọp bên em có, xíu nữa chừng anh quay do ly cọp cho anh chị xem nhé. Máy đang hoạt động nè. Máy nổ êm lắm. Đây ạ. À. Anh chị thấy máy đang hoạt động không? Chừng anh quay rất là sáng là không nghe tiếng máy luôn. Có một lần nữa chừng anh xin cảm ơn ạ. Hỗ trợ là hai tia nhúng thủy lực nè. Khỏi phải chống nha, con này đóng nhẹ xuống cả hơn nè. Đó chị coi chất xe nè. Nó liền thôi rồi luôn á. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến tay người tiêu dùng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.